quân của quân bài mình này đang khá ổn. Ôi, Jeep của xi măng xây BG ăn quả đầu 7 cây thì gặp luôn đôi voi. Xây BG gặp luôn đôi voi, quả hơi xấu mới lại ăn được rồi. Có đôi voi gần nhà. Bầy hươu có thể lùa về. Bên kia hai pan Midan. Ở map la là hai pan thường là rất phụ. Không ổn rồi. Hơi tù trong pha vừa rồi dân nó, thằng dân này như mắt nó hơi lát thì phải. Phi toàn phi đi đâu, tôi thấy phi mít rất nhiều. Chỉ đứng với cả phi sư tử thôi còn không xong. Thằng này phải cho về. Ui mày quá. Thôi cho về lùa hiêu, cho về lùa hiêu luôn. Không nói nhiều. Thằng đấy đi về luôn. Tí nữa thì lại có bàn chân lạnh lẽo. Lạnh. Buốt xác. Buốt xác. Thêm vãi quả nữa thôi. Tôi cần vãi quả 6 nữa. Không cần nhiều. Cần đúng một vãi quả 6 nữa cho Egypt. Egypt chắc chắn là tôi nghĩ thì là đánh chém rồi. Và kể cả bên kia Pan Miran vẫn sẽ thủ B thôi. Nhưng phong cách xi măng không biết có thủ B hay không. Phải tôi cứ thủ B cho nó chắc. Sống thời điểm đầu đã. Vãi quả 6 của tôi đâu? Đâu? Ok, nhường thì ăn thôi. Hướng ở giữa bản đồ. À, hóa ra quả phụ của tí lại ở gần bãi quả chính. Tốt rồi. Ở khe tôi nhìn thấy rồi, tí tôi sẽ chỉ cho xi măng. Hướng thì cứ đi ra hướng ở giữa bản đồ sẽ thấy. Hướng check ở giữa bản đồ, check sang nhà của tí. Ở khe rừng không biết có ăn được không, phải đi dân ra đấy trước. Cho nó chắc. Sợ là đóng, tí nó đóng là nó bị tắc đấy. Đấy đấy, cứ đi ra đấy. Tôi sợ là tắc thôi, ở mấy cái khe đấy nguy hiểm lắm. Bài ép vừa tròn đồ. Có bài hiêu đây nữa, mà cứ ăn quả thôi. Tí đủ đồ chưa, còn một bài hiêu ở đấy đấy. Đây rồi. Ông là sao đấy? Bãi quả hơi xấu nhưng vẫn ăn được. Mày nhắn tin nữa, hôm qua mày rúi kiểu gì, hôm nay hỏng mẹ mic rồi đấy. Nói đó thôi chứ đừng có chat lên phòng kỹ thuật. Bảo nó để cho nó lần sau nó còn biết. Không. Tí là ít nữa còn cây xanh này nó dúi nốt thì đã thích rồi. Nói cho nó thôi chứ đừng chat lên kia. Alo, trở lại trận thi đấu thôi. Màu 2 lên đời rất sớm, Dương Còi 13. Còi lên đời rồi. Bên kia khá ổn đấy. Hai bài pan được 13-15%, 13% một còi lên đời siêu sớm. Bên kia dò 13-15% thôi. Lên đời sớm. Egypt làm dần ăn vàng. Vãi vàng này đẹp. Ép gỗ, ép cả gỗ nữa. Lên đời. Không biết xi măng sẽ định đánh kiểu gì. Chúng ta chờ đợi trong ấy tí. Đánh cung giật. Đánh kiểu giật thôi. Giật.
lực khỏe, thậm chí tí có thể lên cả giáp luôn cho cung tê. Với những bài lực khỏe, màu 4 trên góc 12 giờ bài của thầu. Đây rồi, lạc đà thầu đấy, giò thầu đấy rồi. Có đóng P không? Đúng rồi, P cho nó chắc. Lạc đà đứng thủ với đã. Tí cẩn thận nha. Tí cùng cánh thì Dương Còi đấy, một bài lên đời sớm của Dương Còi. Đã không công giáp rồi lại gặp sư tử. Cạn lời, sóc P, sóc P. Ồ, xi măng thì bo rộng thế cơ. Có ổn hay không? Màu 4 lên đầy muộn, 4 lên đầy muộn thôi. Đây. Màu đầy 4, 4 lên đầy muộn. Xi măng đang tạt, giảm áp lực cho Michael tí. Giảm áp lực, đúng rồi. Giảm áp lực cho tí. Xi măng nó muốn bò nhà. Lạc đà màu 2 đang đuổi theo. Kìa kìa, tí đi con cung đỏ, cẩn thận gặp luôn đấy. 4 tạt rồi, 4 tạt, 4 tạt nha. Có phù dắt sang đây cũng được. Xi măng có phù dắt sang nhà tí cũng được. Có phù dắt sang đây nha. Con giò hết máu rồi, đang đi trần lực. Xi măng đâu rồi? Phù xi măng đâu rồi? Chỗ bãi gỗ ấy, chỗ bãi gỗ nhà tí ở đây, đi vòng xuống dưới đây, đúng rồi đấy, không được phù luôn trên này. Phù hai con ở trong trước để cho nó đỡ chém được e. Về đây, về đây, về rồi. Con nữa, con nữa. Làm luôn cái ruộng, quá chuẩn. Đi vòng sau con vực đi. Mang cho phù vòng sau con vực. Hai vẫn đang đi chân lực nhà của tí chứ không đi được đâu. Giờ này thôi thôi thôi, mang để lạc đà nhà và để phù nhà và thủ mang ạ. Tí nhiều cung rờ rồi. Xi măng để phù nhà và thủ. Vẫn lọt. Không sao. Không sao, không sao, tơn này vào vẫn được. Phù đâu rồi, hay chết mất rồi. Nó tơn không sao cả, ở trong vẫn có lạc đà. Vẫn tươi nha, vẫn là cứ là tươi đấy. Vẫn xong được một P ra. Không còn cứu đâu, tôi nghĩ không cứu đâu. Không còn cứu đâu tí ạ. À. Không còn cứu nha. Cẩn thận là từ nhà, từ đấy sang ổn. Ăn luôn vãi vàng xấu cũng được, ăn vãi vàng xấu. Bây giờ tí làm gì làm đi, không còn cứu nữa. Rồi ở trong nhà có con lạc đà kìa, Xi Băng ơi, đánh chậm lại một tơn. Cho lạc đà và cho dân ra. Cho cả dân gian vàng nữa. Đấy. Lôi vàng, lôi dân gian vàng đóng ép thôi. Ra hết đi xong rồi bo lại. Xây lại. Rồi. Sóc dân một dân. Xong rồi tí xây lại cái ruộng chỗ BL nữa. Vừa đẹp. Đánh chậm lại. Họ hai bàn không biết có bàn nào chuyển ai không. Rồi hù hết máu đi xong rồi đi. Lên công chưa? Bây giờ có thực rồi, lên công nghệ thôi. Thậm chí lên cả giáp luôn bên kia châu lạc đà. Có chưa có vàng thì lên cả giáp cũng được. Tôi nghĩ xi măng lên cả giáp nữa. Tí. Bên cả họ chuyển A đấy, tôi không thấy bên kia công nữa. Tôi đang nghi có nhà chuyển A. Tí bắt đầu công vào nhà màu 2 rồi. Giáp 4 đã lên xong.
xi măng đâu rồi? À, bốn đang công chân lực vào đây. Hai nhà kia đang công chân lực vào nhà của xi măng. Vô dân bãi vàng chạy ra. Tí còn quân không sang thủ đây, thủ chân lực đây. Bây giờ không phải sóc phù nữa. Giờ chỉ có đẻ sóc lạc đà thôi. Tí đâu rồi? Tí đẩy quân kìa. Mộ bùi kia đang đánh châu lạc đà nhá. Rất châu lạc đà. Đấy ruộng. Tí đang thủ nhà khá dẻo cho Michael tí. Bắn đi, đứng trên dốc cái bắn màu 2 trước. Màu 4 thì đã có xi măng sang đi rồi. Ủa, lạc đà chém 4 rồi, phải nhanh thế nhỉ. Vẫn thủ nhà tươi đây, tham lai vẫn là 60. Xi măng 25 thôi. Bài bên kia đang bay phay. Cắm đầu cắm mặt và phay. Trong có 3 con thôi, xi măng tự bắt đi để cho tí nó đứng ngoài nó bắn. Thôi thôi, tí đứng ngoài thôi, trong có 3 con thôi để xi măng tự bắt được, tí đứng ngoài. Tí để ý ở ngoài thôi kìa. Đấy, đứng bắn ở ngoài nhà L của. Bên trong tự bắt được, tí không cần vào. Bên trong có 3 con thôi, để ý nhà kìa. Bên kia là đúng một bàn mì đàn. Đây, không đi công được bên kia, họ dí chân lực. Đấy ruộng. Ra 4 rồi. Dí chân lực, sợ thật. Vẫn sóc được cung nha. Tí vẫn sóc được cung. Phải đi được một tơn và bắn bên kia cơ. Ra đây bắt hết. Hay xi măng bỏ nhà đi công đi anh ơi. Đứng thủ này bên kia vắt nhiều lạc đà quá. Tôi nghĩ xi măng phải lên đi công một tơn đi. Bên kia giờ chắc nó không bo nữa đâu. Giờ chắc phải vung lung tung rồi. Đấy, thôi bỏ đi thẳng, không đấu lạc đà nữa, đi luôn. Tí ở nhà mang quân sang bắn hộ không? Bắn hộ nhà của măng. Tí ở nhà có cung R gọi sang thủ, còn đâu măng phải đi công một tơn cơ. Cứ để như này không ổn, bên họ vắt quân đều quá. Đấy, đánh yếu hẳn một nhà đi, chứ để bên kia hai nhà vắt châu lạc đà quá. Rồi, tí cứ đứng quân giữa hai nhà là ổn. Đứng quân giữa hai nhà, đứng chỗ rừng dừa đấy. Nó còn hở chỗ nào, nó vào chỗ nào nhỉ? Nó lạc đà đâu, nó cứ chui vào nhỉ? Đấy, đứng quân giữa hai nhà, đứng chỗ cái S ăn vàng đấy là ok. Xem nó định làm cái gì. AC đàn tham lai vẫn 55, vẫn tươi. Tí chỉ cần đứng một đạo quân chỗ bãi vàng kia, giữa hai nhà kia là ổn. Có xi măng đi công được không? Đấy, thế là ổn rồi đấy. Màu 2 bắt đầu yếu rồi, xem tham một tuần xem màu 2 yếu chưa. Tham lai 31. Đấy, phải đi công một tuần, đứng thủ mãi kia để họ làm vương làm tướng thế là không ổn. Kìa, nhà kìa. Quân của tí ở bên nhà xi măng. Mang phù ra phù thôi. Được rồi, cung rờ tí đâu rồi. Họ lại dồn vào xi măng tự đỡ nha. Bên kia lại đang dồn vào đây. Bài kia trâu chém qua. Sau quân. Đấy ruộng kìa. Xi măng bơm tơn nhẹ ra đấy, xong tơn quân nữa thủ nhà cái. Vẫn đỡ được. Nhưng mà xi măng phải làm chém được cái gì đấy đi. Để một bốn tắc quái này ông thầu trận này đánh khó chịu thật. Cũng là thầu.
Đưa về thế quân bài cầm quân tuyển gái thầu thi đấu mạnh thật đấy. Màu 2 thì yếu rồi. Màu 2 thì tôi nghĩ là yếu. Nhưng mà còn nguyên bóng ruộng thì phải. Màu 2 còn nguyên bóng ruộng. Đấy, nó còn nguyên bóng ruộng này. Phải chém vào ruộng cơ. Để cái này nó vẫn thủ được. Còn nguyên bóng ruộng từ màu 2. Trong cái tí chắc giờ chắc tụt tham rồi. Tí đây xi măng 34. Tí 33 thôi. Không tích được quân. Bên kia đông quá đông chém. Thế thoảng xi măng sóc ui dồi. Vang hù ra hù. Tí kìa đẩy quân kìa. Cái đạo lạc đà của xi măng đâu rồi? Ở bên nhà 2 đâu rồi? Liệu măng có lên được cung A hay không? Măng có lên được cung A hay không? Bên kia đi chân lực sợ thật. Bàn mì đàn chạy tổng tộc cả. Không thể tin được. Bên kia biết Egypt chuyển A rồi. Họ công là tí phải sang thủ tất tay. Giật về đóng E trong. Tí sang thủ tất tay với thủ đầu tơ này. Cung A một áo trước cũng xi măng cũng được xi măng. Kéo hù. Khó rồi. À đâu vẫn tí vẫn còn quân cho bay nhà rồi. Xi măng không thủ ở nhà là thua. Màu 2 trận là bên họ đông lạc đà thật. Và để thấy map 2 bàn. Bắn đây ở giữa hai nhà sát mép. Sát mép. Đây rồi. Vẫn bắn được, vẫn thủ được mà tham tụt 18. Vẫn cố đánh được khi mà tí 43. Tí phải còn tham cơ. Một nhà mất thì một nhà còn. Chém 4 là bàn phay rất nhanh. Vẫn đang rất cố gắng. Bên kia chỉ đánh châu lạc đà thôi thì mình vẫn đánh được. Không ai chuyển A chuyển ủng gì cả. Bên kia đánh xác định đánh châu lạc đà, không ai chuyển A. Bơm ít gỗ cho xi măng nghe. Bơm ít gỗ. Xi măng chưa đi được, tương lai quân. Tí đang hơi nhiều gỗ bởi vì không có thịt. Đơn giản thôi, dễ hiểu. Nhiều gỗ bởi vì không có thịt. Đấy, xi măng giờ tí phải đứng giật lại trong cái hốc này. Đứng giật về trong. Sợ thật, băm cắm đầu cắm cổ chém. Tí gọi bây giờ gọi là cầm cự thôi. Bắn đi kìa, xi măng kìa. Vẫn thủ được, xi măng đứng đẩy bắn cái này vẫn thủ được. Tí lại là cầm cự. Để cho măng khỏe ra. Chứ tí là không thể đưa về chủ lực nữa rồi. Gọi là câu giờ, đưa thế câu giờ thôi. Trong 36 giờ ấy, dưới 6 giờ. Kín, trong đấy kín, để ý là bắn được. Chỉ mang 39 rồi vẫn đánh được. Đấy kín đấy. Để tôi nhìn máy tí để bắn cho dễ. Rồi rồi bắn đi. Tí đứng chặt đầu rồi. Ui dồi vẫn hờ. Kìa xi măng gặp kìa màu 4 nó vẫn còn đấy. Bên nhà tí vừa gặp xong đấy. Nó chạy ra đấy. Để nó ra tơn lạc đà này hơi đau. Quả đấy bắt hết tơn lạc đà thì tươi. Bắt hết được tên lạc đà đấy thì tôi. Bên kia tôi
Màu 4 tham rất to. Không biết tham 4 có chuyển ai không. Trận quá căng. Anh Phạm Luân à. Hôm nay mình gọi là đi chữa cháy. Khi bên vét 3 kèo. Đi chữa cháy thôi. Sao anh Luân Phạm lại biết mình nhỉ? Bây giờ chuyển sang sóc cung R từ thầu rồi. Thầu chuyển sang sóc cung R. Ui dồi. Giật giật vừa bắn vừa giật thôi. Bắn đi, tí bắn đi kìa. Bắn được tí nào hay tí đấy. Là bàn đảo nó không phải bình thường. Ui dồi. Sóc quả chém rồi. Khoai. Thế bắt đầu khoai. Bên kia hai là bây giờ họ sóc trâu chém là mình cũng A cũng chết. Đừng nói là cung R ở thầu nữa. Tỷ số là 1-1.